trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị rượu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị rượu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phù Bài, cũng là một vị Hòa Thượng Viện Chủ các đại tự trong thành phố Hồ Chí Minh, như là Chùa Pháp Vân, Chùa Vạn Phước, và cũng là một cao tăng đầy đức độ, lãnh đạo tinh thần cho rất nhiều hàng tăng ni và Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nhiều vùng miền trong cả nước, và đặc biệt là ngôi chùa Phù Bài tại xứ Huế của chúng ta. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni đang hiện diện và chứng minh cho pháp thoại mùa Phật đản của chúng con đêm nay tại ngôi chùa Phù Bài trên xứ Huế thân yêu này. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa các nhà thiện hữu tri thức, các ban hộ tự, các bác trưởng, các hộ tự bộ tộc, các quý Phật tử gần xa cùng các anh chị em, gia đình Phật tử thân mến. Pháp thoại mùa Phật đản Phật lịch 2562 tại chùa Phù Bài, chúng con đặc biệt thành kính niệm ơn ôn viện chủ chùa Phù Bài Huế đã cho con duyên lành đến với xứ Huế mộng mơ, dịu dàng và trầm tư giống như con người xứ Huế của chúng ta mà không nơi nào có thể có được. Vì vậy, trước khi bước vào phần chia sẻ pháp thoại, chúng con xin tất cả các hàng Phật tử chúng ta hãy dâng lên một tràng pháo tay hoa để thành kính tri ân Hòa Thượng Viện Chủ.
Chúng con tri ân quý Ngài đã ngồi nơi đây để chứng minh cho con, gia trì cho con có một ít lời chia sẻ pháp thoại với các quý Phật tử gần xa. Quý Phật tử thân mến, ai là người con Phật mà chẳng cảm được niềm an lạc và hạnh phúc tuyệt vời trong mùa khánh đản, đặc biệt là mùa khánh đản năm nay Phật lịch 2562. Chúng ta vừa nghe các vị tuyên đọc những thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Chúng ta cũng vừa nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản của vị thư ký Liên Hiệp Quốc, để chúng ta có thể biết rằng đạo Phật đó là một tôn giáo của trí tuệ, của tình yêu thương cho toàn nhân loại, chứ không phải đạo Phật chỉ được cử hành ở một số ngôi chùa trên đất nước Việt Nam của chúng ta, hay là được cử hành ở một số vùng miền nhỏ bé xa xôi nào. Đạo Phật ngày nay đã là tôn giáo của toàn nhân loại. Nói như vậy, chúng ta thật là hạnh phúc, thật tự hào. Bởi vì nếu không có giáo pháp cao minh thì thế gian này, cuộc đời này u tối biết chừng nào. Phật đã đến cho con niềm hạnh phúc, biết quay về gạn đục khơi trong, thắp chánh niệm giữa đời từng giây phút, sống an bình tri túc chẳng chờ mong. Cho nên trong mùa Phật đản, hàng đệ tử Phật tử chúng ta đi đến đâu cũng nghe những tiếng hát vô cùng rộn ràng, hân hoan, tràn đầy niềm hạnh phúc. Ngày rằm tháng tư sáng tôi về đây, trời bình minh ngàn chim líu lo vườn cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày Phật đản sinh. Tại sao tất cả trần gian đều phải vui mừng như vậy? Bởi Ngài ra đời đem ánh đạo vàng thật tuyệt vời trên khắp trần gian. Và hôm nay, tại đất Kinh Thành Huế cổ xưa, Hoàng Thành Huế và Nhã Nhạc Cung Đình Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tuy đất không rộng, người không đông, nhưng người dân Huế đã giữ gìn những tài sản vô giá của nhân loại. Hơn thế nữa, Phật giáo là một tôn giáo mà từ khi du nhập vào vùng đất Thuận Hóa thân yêu của chúng ta, đã sớm đi vào lòng người dân của xứ này để phát triển nhanh chóng, trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của toàn thể người dân trên vùng đất Thừa Thiên, xứ Huế. Chúng ta có rất là nhiều vốn quý, lại thêm sự tu tập, nghe Pháp, một truyền thống Phật Pháp của đất xứ miền Trung, đặc biệt là xứ Huế. Chúng ta có biết rằng đó là cái vốn quý mà không phải người dân ở vùng miền nào cũng có được. Sư Hương Nhũ được đi giảng nhiều nơi trong cả ba miền Bắc Trung Nam. Có những nơi họ đối với đạo Phật rất là xa lạ. Mặc dù nơi nào cũng có chùa, nơi nào cũng có những ngôi chùa của đình, của làng, của thôn, của xóm, nhưng không phải ai cũng có thể biết giá trị của đạo Phật. Nhưng đến với thành phố Huế, Hương Nhũ cảm nhận rằng chúng ta thật là hạnh phúc, bởi vì đa số người Phật tử trên quê hương miền Trung xứ Huế cảm nhận trọn vẹn hương vị của chánh pháp, bởi vì học chánh pháp là một điều không hề dư thừa trong cuộc sống của chúng ta, trái lại rất cần thiết trong một giai đoạn mà thời đại khoa học kỹ thuật đã phát triển lên đến cực điểm, đời sống đã bị kéo theo xu hướng vật dục quá nhiều và con người tràn ngập các niềm đau khổ. Cho nên hôm nay, được sự ban ân của Hòa Thượng Viện Chủ, Sư Hương Nhũ về đây để nhắc với các hàng Phật tử rằng tất cả chúng ta đều đang có một viên bảo châu quý giá trong cái chéo áo của mình. Viên chân châu đó là chân tâm, là Phật tánh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời nhằm để nhắc cho tất cả chúng ta hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt. Chỉ vì lòng phàm của chúng ta lợt là tợ mây choang, bị tràn ngập bởi các yếu tố tham lam, sân hận và si mê,
nên chúng ta đã đánh mất đi các chân tâm Phật tánh của chính mình. Sư muốn nhắc lại một điều cho các hàng Phật tử nhớ rằng cuộc đời của Đức Phật là những trang sử huy hoàng của một đấng đại hùng, đại bi, đại giác ngộ. Từ lúc mới đản sanh, Ngài đã bước trên 7 đóa sen vàng vì hạnh phúc của chư thiên và loài người mà đến với cuộc đời của chúng ta. Khi lớn lên với tất cả điều kiện viên mãn để có thể trở thành một vị chuyển luân thánh vương, nhưng Ngài từ bỏ tất cả, xuất gia, tu hành và thành đạo. Ngay sau khi Đức Phật đã đắc đạo rồi, thì quý Phật tử có nhớ không? Lúc Ngài đang thuyết pháp ở Trúc Lâm Tinh Xá, vua Tịnh Phạn Vương đã truyền sứ giả cho mời Phật về quê hương Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp cho tất cả hoàng thân quốc thích, bà con, đồng bào của Đức Phật được nghe pháp của Ngài. Nhưng 9 lần cho sứ giả ra đi, 9 lần đều mất tích. Bởi vì ai nghe pháp của Đức Phật xong đều xin Ngài xuất gia tu đạo giải thoát. Bởi vì cảm nhận rằng cuộc đời này đó bản chất là sự vô thường, là giả tạm, nay còn, mai mất, không có gì là bền chắc lâu dài. Cho nên 9 sứ giả, 9 lần ra đi thì không có ai trở về mang tin lành với vua Tịnh Phạn rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ trở về quê hương để thuyết pháp. Các vị thấy như vậy đó, cứ nghe pháp là người ta giác ngộ. Còn bản thân chúng ta đã bao nhiêu lần được nghe pháp, được tụng kinh, được niệm Phật, được các quý ngài khai ngộ cho chúng ta các chân giá trị của đạo Phật, nhưng chúng ta có cảm nhận được gì về giá trị của Phật giáo hay không? Bởi vì sao chúng ta vẫn còn tràn ngập những nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống? Nếu bây giờ chỉ cần hòa thượng hay quý sư quý thầy đến gần một vị, một người Phật tử, một người bà con nào đó để được chia sẻ, nghe nói chuyện, chắc chắn một lúc sau những giọt nước mắt của nỗi khổ, niềm đau sẽ tràn ngập. Bởi vì bản chất cuộc đời là như thế. Cho nên 9 lần vua Tịnh Phạn cho 9 sứ giả ra đi thỉnh Đức Phật về quê hương để thuyết pháp, thì 9 lần các sứ giả đều mất tích, không trở về. Lý do các ngài đều xuất gia tu tập. Vị sứ giả nào đến Trúc Lâm nghe thuyết pháp cũng đều giác ngộ lý vô thường trong cuộc sống mà quyết định xuất gia. Sau cùng, Đức Phật truyền lệnh cho người tôi trung thần, đó là Ca Lu Đà Di, vốn là người bạn thân của Đức Phật, lúc còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, chính thức đi đến Vương Xá Thành để thỉnh Đức Phật về quê hương. Và cũng như các vị sứ thần trước, Ca Lu Đà Di diễm phúc nghe Phật thuyết pháp, hiểu rõ các chân giá trị cuộc sống, hiểu rõ đời sống này khổ đau vì tham lam, sân hận, si mê và cố chấp cái biết của mình, cho nên đau khổ mãi mãi. Tuy nhiên Ca Lu Đà Di nghe Phật thuyết pháp đắc quả A-la-hán, nhưng không giống như các vị kia. Ông không quên sứ mạng của mình, cho nên sau khi đắc đạo, liền quỳ dưới chân Đức Phật và xin thỉnh Đức Phật trở về thăm Phụ Hoàng, vì vua Tịnh Phạn Vương nay đã già yếu rồi. Lúc ấy nhằm mùa khô ráo, đi lại dễ dàng. Đức Phật nghe như vậy, chấp nhận sẽ trở về lên đường, về quê nhà Kapilavastu với rất đông đệ tử. Từ con đường dài Rajagaha là Vương Xá Thành về Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, Ngài chia ra từng chặng ngắn, vì ngày xưa đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ có đi bộ mà thôi. Và Đức Phật vừa đi vừa thuyết pháp, bởi vì cuộc đời của Ngài cảm thấy giá trị to lớn nhất là truyền bá được chánh pháp cho tất cả chúng sinh. Ngài vừa đi thuyết pháp, sau 2 tháng đã về đến quê hương. Cuộc viếng thăm dòng họ Thích đã hóa độ biết bao nhiêu con người xuất gia, đắc thánh quả, biết bao nhiêu con người nghe pháp, thoát khỏi biệt khổ sông mê, biết bao nhiêu người nghe pháp, không còn cố chấp, đau thương trong tham lam, sân hận, si mê, nhọc nhằn của kiếp sống. Cho nên rất nhiều người đang tại gia
Phật tử tại gia vẫn đắc thánh quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, vân vân. Và đặc biệt như vua Tịnh Phạn là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, là cha của Đức Phật Thích Ca, sau khi nghe Phật thuyết pháp cũng liền đắc quả Tu Đà Hoàn. Sư nhắc lại câu chuyện này để tán thán, ngưỡng mộ công đức Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phù Bài. Sau bao nhiêu năm hoằng pháp và làm Phật sự ở miền Nam, giữa đất thành phố Sài Gòn, biết bao nhiêu chư Tăng, chư Ni là đệ tử của Ngài, biết bao nhiêu hàng Phật tử nương ân đức của Ngài. Nhưng từng đó năm trôi qua, vẫn một ngày Ngài trở về quê hương, khôi phục lại một niệm Phật đường nhỏ bé, trở thành một đại hùng bảo điện sáng đẹp, với tâm nguyện không gì khác hơn là để tất cả chúng ta cùng hướng về ánh đạo vàng, giải thoát, giác ngộ và an vui. Quý Phật tử thân mến, như vậy chúng ta có chùa to, Phật lớn, chúng ta có thể thiết được những buổi lễ kính mừng đại lễ Phật đản trang nghiêm, hoành tráng như thế này. Mục đích không gì hơn đó là nhắc lại cho chúng ta biết Đức Phật ra đời vì một nhân duyên, nguyên nhân duy nhất là khai thị cho tất cả chúng sanh đều biết rõ mình cũng có chân tâm Phật tánh để được sống an vui và hạnh phúc. Có rất nhiều người là ban hộ tự của chùa, có rất nhiều người làm biết bao nhiêu công đức cho chùa, có rất nhiều mái nhà ở gần bên chùa, nhưng cuộc đời cuối cùng vẫn là hai tiếng khổ đau. Bởi vì chúng ta chỉ biết về đạo Phật, chúng ta nghe nói về đạo Phật, chúng ta đọc về kinh, về sách, về các triết lý Phật giáo, nhưng dù đọc nhưng không hiểu lý kinh, nếu có hiểu lý kinh thì lại không thực hành, cho nên cuộc đời chúng ta không thể nào có được niềm hạnh phúc. Kệ kinh nhiều kẻ đọc cho suông, lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Như vậy, sự hiểu Phật Pháp cũng đã lâu, lý kinh đã hiểu nhiều, nhưng hôm nay sư về đây thừa lời dạy của Hòa Thượng Viện Chủ, nhắc nhở cho các hàng Phật tử, chúng ta hãy bước vào trong đời sống thực hành. Hãy thực hành lời Phật dạy, lập tức chúng ta có ngay sự an lạc trong cuộc sống. Không thể hẹn ngày mai, không thể hẹn kiếp sau, bởi vì tu mau kẻo trễ người ơi, đời như thoáng chốc, giấc mơ mau tàn. Tiền tiền, bạc bạc, vàng vàng, càng thâu cho lắm, lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt dương trần, hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu. Cho nên có một người trẻ đã đến bên một cái hồ nước. Anh ta nhìn xuống dưới đáy hồ, thấy có một thỏi vàng lấp lánh, rất là vui mừng, nhảy xuống hồ nước để mò vàng. Mặc dù ra sức lặn lội mò không biết bao nhiêu lâu, không biết bao nhiêu lần, vẫn không lấy được thỏi vàng đó. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, khắp người ướt sũng, bùn đất lấm đầy, anh ta lên bờ ngồi nghỉ. Không ngờ mặt nước một lúc sau phẳng lặng, thỏi vàng lại hiện ra dưới đáy nước. Anh ta liền nghĩ, thỏi vàng đó là ở đâu? Tại sao ta xuống, ta tìm, ta kiếm, ta không bắt được? Rõ ràng mình nhìn thấy, tại sao khi xuống tới nơi, ta lại không đón nhận được trong bàn tay của mình? Thế rồi anh ta nhảy xuống nước, mò vàng trở lại và vẫn vô ích. Cuối cùng anh ta đành phải từ bỏ leo lên bờ. Rồi lại nhìn xuống, lại thấy thỏi vàng, lại leo xuống. Người cha lúc đó đi đến, thấy con trai toàn thân ướt đẫm, bẩn thỉu đầy bùn đất như vậy, nên mới hỏi rằng, này con, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người con trai trả lời, thưa cha, con thấy thỏi vàng dưới nước, nhưng không biết bao nhiêu lần rồi, con lặn lội mò xuống, cuối cùng vẫn không thấy cái thỏi vàng đâu hết. Leo lên bờ thì lại thấy nó nằm ở dưới nước, thưa cha. Người cha nhìn mặt nước phẳng lặng, rồi ngẩng đầu lên nhìn lên cây mới nói, con ơi, con hãy nhìn xem, thỏi vàng không phải nó ở dưới nước, mà nó ở trên cây, bóng của nó
chiếu xuống dưới nước. Con chỉ cần với tay lên trên cành cây kia, thỏi vàng lập tức nằm trong tay của con đó. Như vậy, con người chúng ta ai ai cũng đi truy tìm hạnh phúc, lặn lội bôn ba, tranh giành thắng thua, được mất, chìm nổi trong công danh tiền tài. Rồi ai cũng thấy hạnh phúc hiện ngay trước mặt nên lao tới giành giật tìm kiếm, như chàng trai xuống dưới đáy hồ mà lấy thỏi vàng kia. Nhưng cuối cùng sao không thấy hạnh phúc đâu cả. Điển hình là rất là các nước phương Tây văn minh tiên tiến, biết bao nhiêu con người đứng trên đỉnh cao của danh lợi bạc tiền vẫn tự tử, vẫn tìm đến cái chết. Như vậy, ai tìm hạnh phúc trong phú quý vinh hoa, trong danh vọng quyền thế, trong tiền tài sắc đẹp thì quả là nguy hiểm. Bởi vì tìm được nó đã khó, giữ càng khó hơn. Bởi vì bản chất này đó là sự vô thường. Đức Phật ra đời để nhắc cho chúng ta nhớ lại những chân giá trị trong cuộc sống. Đời là vô thường. Chấp ngã mà cái ngã lại không có thật. Cuộc đời này là vô ngã, là khổ đau. Nếu chúng ta nhớ được những bản chất cuộc sống vô thường, vô ngã, khổ đau, chúng ta sẽ lập tức buông đi những gánh nặng trong cuộc đời. Chúng ta sẽ bớt những vấn đề lao tâm khổ tứ. Dùng sức đến tuổi già khô héo vẫn thấy mọi thứ vô cùng trống rỗng, giống như anh chàng nhảy xuống nước mò vàng, như dã chàng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Như vậy chúng ta đang đi bắt bóng, bóng của danh lợi, tiền tài. Chúng ta tưởng nó là hạnh phúc nhưng chỉ là bóng mà thôi. Do vậy, Đức Phật ra đời trên thế gian này để nhắc cho con người chúng ta, cái cõi ta bà này khi tuổi thọ con người chỉ có 100 năm. Trước đời Phật Thích Ca Mâu Ni thì kiếp sống của Đức Phật nào cũng hàng trăm ngàn năm tuổi. Riêng đến thời cõi ta bà của chúng ta, tuổi thọ cao nhất chỉ có 100. Nhưng 100 năm đó, con người ta lại quá sa đà vào danh lợi, sắc tài, vào lòng tham. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ là Bồ Tát hộ minh trên cung trời Đâu Xuất, nhìn xuống cảnh trần gian thấy toàn nước mắt, biển khổ và sông mê, nên Ngài quyết định giáng vào trong thai của Ma Gia Hoàng hậu với hình tướng voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho lục độ Bán La Mật của một vị Bồ Tát để vào đời cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta ngồi đây là Phật tử mà vẫn không hết khổ đau, chúng ta là Phật tử mà vẫn tràn ngập những nỗi niềm buồn rầu, lo lắng, ưu tư cho đến già, đến chết. Như vậy chúng ta vẫn không hiểu được lời dạy của Đức Phật, vẫn không nắm bắt được chân giá trị của Đạo Phật. Cho nên chúng ta chào đón ngày Đức Phật đản sanh mà chúng ta không thấy rằng Đức Phật thật thương cho chúng sinh, thật buồn cho chúng sinh, là những gì Phật nói ra. Chúng ta nghe, tỏ ra hiểu biết, cố chấp nhưng không hề thực hành, lãnh hội nó trong đời sống của chúng ta. Sự hiểu biết mà không ứng dụng đưa đến sự khổ đau. Trong Pháp hội hôm nay cũng có rất nhiều vị thiện hữu tri thức, sư rất là hạnh phúc. Các vị trưởng, các bộ tộc, những người làm gương cho con cháu trong dòng họ tộc lớn của mình, sư rất hạnh phúc. Nhưng các vị thấy đó, xét lại cuộc đời mình, đâu có đi qua được hai tiếng khổ đau đâu. Nếu mình đi qua được, mình đã đắc đạo, mình đã thành Phật, cho nên mình vẫn là một chúng sinh. Một chúng sinh khổ đau nhiều bởi vì cố chấp cái biết của mình, không chịu học hỏi, không lắng nghe, không cố gắng thực hành những lời dạy của Đức Phật. Dù rất đơn sơ là thực hành năm giới, chúng ta vẫn không giữ trọn. Tôi nhớ trong chùa Thiên Quang tại tỉnh Bình Dương có một người Phật tử là hộ trì Phật Pháp ở trong chùa rất lâu năm, nghiên cứu kinh điển cũng sâu sắc,
thậm chí còn biết cả kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, biết lý luận về Bát Nhã. Nhưng không biết tại sao cuộc sống của ông ta luôn trống trải và buồn phiền. Do vậy, để bớt buồn, ngày nào ông ấy cũng đi đến nhà này nhà kia và trình bày cái sở kiến của mình, tranh luận và để chứng tỏ cái biết của mình, thậm chí còn đến quý ôn, quý thầy, quý sư. Ai cũng khen ngợi sự hiểu biết của anh ta cả. Nhưng đời sống gia đình của anh ta vẫn là không khác địa ngục trần gian. Vợ anh ta vẫn buồn phiền, con anh ta vẫn khóc, vẫn nói rằng bố con là một người gì? Rất là gia trưởng, là một người cho mình là biết tất cả mọi thứ trên đời. Gia đình con không có hạnh phúc. Thậm chí ông ấy còn đến tranh luận với sư nhiều vấn đề. Anh ta bình phẩm các pháp thoại, quý thầy, quý sư giảng, cái này hay, chỗ nọ dở, chỗ kia thấu đạt lý, chỗ kia đã an tưởng. Nhưng nội trong gia đình anh ta không có hạnh phúc và bản thân anh ta cũng không có niềm vui. Sư khẳng định đó là tính cố chấp của một con người có biết một chút ít. Mà sự khổ đau, sự nóng giận, tham lam, sân hận và si mê trong kiếp sống này, nó khởi nguồn từ sự cố chấp. Cái cố chấp cái biết của mình, cái cố chấp rằng mình là đúng và không muốn nghe ai. Cho nên giữa cuộc sống phong phú đa dạng, thế giới càng trở nên phức tạp và đa đoan, nỗi phiền não của con người theo đó mà càng lớn, áp lực càng lớn hơn, thì chúng ta càng phải quay lại nhìn bản thân mình từ khi biết đến đạo Phật, xem kinh, hiểu pháp, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống bao nhiêu phần trăm. Có những người bạn gặp nhau để bàn một công việc làm ăn, nhưng vừa mới gặp nhau, chưa kịp nói gì nhiều, thì một người oán trách bất bình, cuộc sống bất công, oán trách vợ con, oán trách gia đình, oán trách bạn bè, oán trách cuộc sống sao vội trở mặt với mình. Lòng thì nóng như thiêu, như đốt, nỗi tức giận, oán hờn. Và cuối cùng, buổi gặp mặt kết thúc đi qua, không giải quyết được một vấn đề gì, bởi vì con người gặp nhau chỉ để là bày tỏ nỗi niềm oán hận. Oán hận tích chứa trong lòng chúng ta rất nhiều. Bây giờ chiến tranh đã đi qua, hòa bình đã lặp lại trên mọi miền đất nước, nhưng trong lòng chúng ta vẫn có oán hận. Nó phát xuất từ sự cố chấp. Tôi không thích ông đấy làm trưởng nhóm, tôi không thích ông ấy làm trưởng đạo tràng, tôi không thích người đấy làm huynh trưởng, tôi không thích người đấy chỉ huy điều hành cái công việc này, bởi vì tôi mới là đúng. Chính những điều đó làm ngăn cản sự hợp tác của chúng ta. Chính những cái biết thô thiển, cố chấp của mình làm cho chúng ta không thể nào sống với nhau hòa hợp, an vui. Mặc cho chúng ta tự nhận mình có tố chất thanh cao, có hiểu biết, cư xử có khoan dung, trung hậu cách mấy, nhưng đều là phiến diện. Bởi vì trong tâm của chúng ta, cái cuối cùng vẫn là sự cố chấp. Đức Phật gọi là gì? Là vô minh, ám trước. Cho nên mình nói từ vô minh, bao giờ cho hết vô minh? Cho nên sư chỉ nói với các Phật tử một cách đơn giản: ai còn cố chấp nhiều bao nhiêu, người đó khổ đau nhiều bấy nhiêu. Cho đến nam thanh nữ tú, đàn ông, đàn bà, phụ nữ, người nào cứ luôn cho mình đúng mà không biết ứng dụng thật sự lời dạy của Đức Phật trong đời sống, người đó khổ đau nhất, nhiều nóng giận nhất, nhiều buồn phiền nhất. Quý Phật tử có nghe rõ không ạ? Nhân đây, thời gian chúng ta cũng không có nhiều lắm, xin kể một câu chuyện rất là triết lý cho các vị cùng nghe. Có một người thợ đá chạm trổ điêu khắc rất đẹp. Và cái công việc chạm trổ điêu khắc thì cái xứ Huế chúng ta rất là nổi tiếng. Nơi nào làm chùa người ta cũng nghĩ đến thợ Huế. Và cái câu chuyện này nói đến một người chạm trổ điêu khắc rất là xuất sắc. Anh ta may mắn được chạm trổ một cái ngôi chùa, một đại điện. Công việc hàng ngày rất là vất vả, nhưng mà trong tâm ông rất là vui, bởi vì cái công việc này đem lại một niềm vinh quang. Cái ngôi đại điện này sẽ thờ Phật,
chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Nơi đây người ta sẽ đến để nghe kinh, nghe pháp, đời sống sẽ được an vui và hạnh phúc. Cho nên người đến làm chùa rất là hạnh phúc và không quản ngại khó khăn, gian khổ. Nhưng các vị có biết không, cứ mỗi khi người thợ đá đến cái chánh điện để làm việc thì ông ta lại vô cùng say mê, cứ nghĩ ngày mai khánh thành giống như cái ngôi chùa Phù Bài này, rồi sẽ có một đêm huy hoàng kính mừng đại lễ Phật đản, có hòa thượng chứng minh, có chư tôn đức tăng ni, có các bác trưởng lão, có các bác lãnh đạo chính quyền, nhân dân khắp mọi nơi, Phật tử xa gần, ôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên làm rất say sưa và chạm trổ rất là đẹp. Nhưng rồi đến khi ngôi chùa hoàn tất, người mà mở một cái tiệc để chiêu đãi không chỉ là hòa thượng viện chủ mà vua, một vị vua cảm thấy hạnh phúc khi trên đất nước mình có một cái ngôi chùa. Ngôi chùa mọc được, mọc lên ở đâu, chánh pháp sẽ lan truyền đến đó. Cho nên chính vua là người chiêu đãi tất cả các quan lại quý tộc, các vị lãnh đạo, các bộ tộc, các trưởng các dòng tộc vân vân, và dân chúng xa gần đều được là ban thưởng trong cái ngày khánh thành ngôi chùa đấy. Họ được tiến vào đại điện lễ bái và sau đó được cùng nhau một cái bữa gọi là tận trai để mà chia cái niềm vui lớn. Nhưng mà cái người thợ chạm trổ điêu khắc đó hình như không ai nhớ đến. Anh ta ngồi ở một chỗ xa, chỉ có một cái hộp cơm nhỏ trên tay và cảm thấy rất buồn. Tại sao mình có một cái công lao quá lớn cho một cái công trình như vậy, sao giờ này không ai nhớ đến mình? Hình như người ta chỉ đọc tên của ai đó thôi. Anh ta hiu quạnh, oán trách số phận, sao công công bằng. Tự xa đứng nhìn ngôi đại hùng bảo điện mà rơi lệ. Có điều gì đó vô cùng kịch liệt, khó hiểu, trào dâng trong trái tim ông ta. Đêm hôm đó, ông thợ đá từ cảm giác buồn đưa đến sự tức giận. Chúng ta cũng vậy, nếu cứ buồn phiền hoài rồi sẽ tức giận. Con người phiền não nhiều rồi sẽ đến lúc sân si. Cho nên người thợ đá tức giận, mất phương hướng và thiếp đi trong giấc ngủ đầy hận thù. Trong giấc mơ, may thay, xuất hiện trong giấc mơ là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông sung sướng thốt lên, ôi, đây đúng là Bồ Tát Quan Âm rồi. Mẹ hiền Quan Âm ơi, con đau khổ lắm. Con chăm chút từng viên gạch, từng khối đá để chạm trổ, mà giờ này hầu như chẳng ai nhớ đến con. Bồ Tát Quan Thế Âm nhẹ nhàng và yêu thương đáp lại, con ơi, tại sao con luôn nghĩ về một cái đại hùng bảo điện với những công lao con đã hiến vào, đóng góp vào, xây dựng vào đó, mà sao con không tự xây cho mình một đại hùng bảo điện cho riêng con, trong tâm con. Người thợ đá bất lực thở dài và than rằng, thưa Bồ Tát Quan Thế Âm, làm sao con có thể làm được? Một cái ngôi chùa lớn phải vô lượng công đức, vô lượng phước điền. Con chỉ là một người thợ đá, làm sao con có thể xây được một ngôi bảo điện? Đức Quan Âm nói, con ơi, ngôi bảo điện trong tâm con. Con hãy xây lên đi bằng những chất liệu ngay trong tâm hồn con. Đó là đạo tràng tuyệt vời từ ở trong tâm con. Nhưng bây giờ con đầy những oán hờn, cố chấp, tự kể công, buồn phiền, than trách. Lúc nào cũng trách móc cuộc đời là bất công. Cho nên con hãy dùng những chất liệu mà xấu, mà thô đó, mà con biến nó thành chất liệu đẹp nhất, mới có thể xây được một ngôi đại hùng bảo điện. Con ơi. Xin cảm ơn các bạn. Nếu chúng ta vỗ tay là chúng ta đã hiểu Đức Quan Âm Bồ Tát muốn nói chúng ta điều gì. Chúng ta có đại hùng bảo điện quang minh mà tâm chúng ta
không có chánh pháp, tâm chúng ta không biết được đâu là nẻo đường đi về đến bến bờ giác thoát an vui, cứ luẩn quẩn lanh quanh trong tham sân si cố chấp thì chúng ta vẫn đau khổ mà thôi. Người thợ đá giật mình tỉnh giấc, kỳ lạ thay, giấc mộng buồn bã của ông ta đã biến mất, nước mắt cũng không còn. Tự nhiên một nguồn năng lượng rất thanh tịnh đã tràn vào trong trái tim ông. Cũng như giờ phút này, tất cả chúng ta ngồi đây, năng lượng của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đang tràn ngập trong trái tim của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Nếu trong trái tim của chúng ta có những nguồn năng lượng thanh tịnh như vậy, thì hãy nhớ lại lời Bồ Tát Quan Thế Âm: hãy xây dựng đạo tràng bốn lai diện mục ở tâm mình bằng chất liệu tâm. Bắt đầu là những tảng đá cố chấp, tảng đá tham lam, sân hận, si mê mà ai cũng có. Trong lòng của sư Hương Nhũ đây cũng đầy những tảng đá tham lam, sân hận, si mê. Nhưng mình mỗi một ngày phải dùng những tảng đá đó mà vạt đi, mà cạo rửa đi những chất rắn độc xấu ác nó tích lũy trong khối đá làm cho chúng ta đau khổ. Xây lên cái đạo tràng bốn lai diện mục của tâm mình, nhớ lời Đức Quan Âm: không có tìm đá ở đâu hết, đá ở ngay trong ta. Ban đầu là đá xấu, đá tham, đá sân, đá si, chúng ta phải tự tẩy rửa cho chính mình. Chúng ta tẩy rửa đi rồi chúng ta sẽ thấy, cho dù thế giới này có giả nhân giả nghĩa, có đầy những oan khất không công bằng, có đầy những điều làm cho chúng ta thấy bất hạnh, nhưng chúng ta hãy hết lòng xây dựng cái đạo tràng chân tâm của chính chúng ta bằng những khối đá tâm của chính chúng ta. Phải tự cạo rửa, bởi vì đá xấu không thể xây được chùa, đá tốt mới xây được chân tâm bản lai diện mục tự ở mỗi một con người. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Từ ngày đó trở đi, người thợ đá cứ mỗi lần muốn bắt đầu làm thì cái viên đá đó đầy uất hận. Ông ta lại đục đẽo rồi chạm trổ những cái gì tuyệt vời nhất trên khối đá. Từng cái khối đá cố chấp ngang bướng ở trong tâm, sau những thời gian chạm khắc dần dần có linh hồn sáng rọi, thiện ý sống động, lần lượt mỹ hảo và cứ từ từ lấp đầy trong cái bản tâm của người thợ đá. Mới lúc nào nói một câu hai câu là nguyền rủa cuộc đời, mới lúc nào nói một hai câu là các bà các cô đã khóc. Nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu xây cái đạo tràng huyền diệu trong tâm ta bằng những viên đá mà cạo rửa đi các cái chất độc tham sân si làm chúng ta phiền não. Như người thợ đá của chúng ta, một ngày kia trong quá trình hoàn tất cái bảo điện của tâm mình thì tự nhiên cái thế giới bên ngoài cũng thay đổi. Lúc trước đi đến đâu cũng nghe căm hờn hết, đi đến đâu cũng trách móc, đi đến đâu cũng chửi bới hết. Bây giờ sao đi đến đâu mọi người cũng vui vẻ, yêu mến và tôn trọng người thợ đá của chúng ta. Ông ta nói: tại sao cuộc sống vẫn như xưa mà mọi sự lại biến đổi như thế này? Ta vẫn như xưa mà tại sao mọi người lại đối xử với ta hoàn toàn khác? Đó chính bởi vì những cái khối cố chấp trong tâm ta nó đã bỏ ra, đã đặt xuống, và tâm hồn ta nhẹ nhàng bay lên giữa đất trời mênh mông diệu vợi, giống như đất trời huyền diệu của đêm mừng khánh đản tại ngôi chùa Phù Bài của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta đã bỏ đi những sự cố chấp, con người ta cố chấp thì dễ nóng giận, bởi vì tôi muốn nó phải như thế này, nếu nó không như thế này tôi nóng giận lên. Bây giờ chúng ta hãy tạm chấp nhận, bởi vì cuộc sống không có gì tuyệt đối. Nhất là các bác trưởng tộc,
Các bác được sinh ra lớn lên theo một cái nề nếp khuôn mẫu. Các bác lãnh đạo được đào tạo trong một cái môi trường phải mẫu mực đối với dân. Cho nên cái gì mà không như ý mình, không đi đúng khuôn vàng thước ngọc thì mình nổi giận, mình buồn trách, oán than, mình nóng giận. Nhưng chúng ta nghe Pháp, chúng ta hãy bớt đi sự cố chấp. Bởi vì cuộc sống này mình phải chấp nhận, nhân là vô thập toàn, ai cũng đang tu tập và chúng ta cũng đang tu tập. Mình nghĩ như vậy mình sẽ bớt buồn phiền người bên cạnh mình, con mình, vợ mình, anh em mình, bạn bè, dòng họ, tất cả những người quanh ta. Bởi vì cái viên đá cố chấp tối tăm đó mình đã cạo rửa và đặt nó xuống một bên. Các vị có đồng ý không ạ? Con người mà không còn cố chấp sẽ bớt oán trách, con người đó sẽ vui hơn, thấy chưa? Cái người mà cố chấp không bao giờ hài hước được, nhìn cái gì cũng không hài lòng, cho nên không bao giờ có một nụ cười. Mà nãy giờ sư thấy các vị đang nở những nụ cười rất tươi như hoa sen mùa khánh đản. Xin cho một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Người không cố chấp thì mình sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người. Còn người cố chấp là tôi chỉ hợp tác với người này, tôi không thích người kia. Tôi thích ông này, tôi không thích ông kia. Tôi thích bà này, tôi không thích bà nọ. Nhưng cái người bỏ tánh cố chấp, chúng ta sẽ hòa hợp, chấp nhận những tốt xấu của nhau để cùng nhau xây dựng tốt hơn, hoàn thiện hơn, để cuộc sống này có an vui, hạnh phúc trong cái cảnh giới ta bà đầy tình người của chúng ta. Và như vậy, để hóa giải căn bệnh cố chấp, đầu tiên hãy buông bỏ những ý kiến, quan niệm mà bạn luôn bám chặt bấy lâu nay. Đức Phật thành đạo gần 3.000 năm, bây giờ chúng ta vẫn thành tâm đảnh lễ Ngài, bởi vì Ngài là vô ngã. Ngài vô ngã, Ngài không chấp và Ngài không nói cái gì là ta, là của ta. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vô ngã vị tha. Còn chúng ta bởi cái ngã, bởi cái ta, cho nên nhìn cuộc sống đầy màu u ám. Hôm nay nghe Pháp rồi, hãy buông đi những ý kiến, những quan niệm luôn bám chặt, cố chấp bấy lâu nay. Bất luận là việc gì, chúng ta hãy chịu khó lắng nghe. Thấy chưa nào? Tục ngữ cũng có câu lùi một bước trời cao biển rộng. Chúng ta hãy tập lùi một bước và tập lắng nghe. Có được như vậy không ạ? Xin cảm ơn tất cả. Sau khi chúng ta đã lùi một bước rồi, chúng ta hãy lấy tập sống trong cái sự nhu hòa. Cổ đức vẫn dạy lấy nhu thắng cương, hài hòa trong gia đình, xã hội, tập thể, trong ban hộ tự của chùa chiền. Có như vậy, chúng ta mới cùng bên nhau xây dựng ngôi nhà của chánh pháp. Bởi vì cố chấp là căn bệnh mà Đức Phật nói là vô minh. Sư nói từ vô minh có thể nhiều người cảm thấy nó trừu tượng, bao giờ cho hết vô minh. Cho nên hãy tập bỏ tính cố chấp, cho mình là đúng để thiết lập một mối quan hệ hợp tác với tất cả mọi người trong tình yêu thương, khoan dung, lấy nhân nghĩa để tiếp người. Trong mối quan hệ đó, đời sống của chúng ta lấy trách nhiệm chung, lấy tình yêu chung, lấy sự gắn bó chung để có thể hóa giải đi những mâu thuẫn, những khó khăn, những khúc chiết ràng buộc trong tâm chúng ta để sống yêu thương nhau hơn, lắng lòng thanh tịnh, chuyên tâm nghe Pháp để mà chúng ta sống an lạc hơn. Thưa quý Phật tử, trước khi kết thúc pháp thoại, sư xin nhắc, người có nội tâm yên tĩnh lúc nào cũng sẽ biết nhìn lại chính mình, hài lòng với những gì mình đang có và không có, chạy ra bên ngoài vì các đòi hỏi danh vọng, tiền tài, tình thế, quyến rũ của cuộc đời.
luôn an nhiên và tự tại trong cuộc sống. Hãy nhớ lời Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dạy: gia trung hữu bảo, hữu tầm mịch, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Nghĩa là của báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nhắc lại, trong mỗi chúng ta đều có chân tâm và Phật tánh. Muốn làm lộ cái chân tâm đó ra, muốn làm lộ cái đạo tràng huyền diệu đó ra trong tâm mình, mình phải buông bỏ, bớt cố chấp, bớt tham, bớt sân, bớt si. Người phụ nữ bớt nhiều chuyện, bớt thêm bớt, đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, nói gọi là nói trên, nói trả, nói cho hơn mọi người. Người nam thì sao? Bớt gia trưởng, bớt tham lam, bớt cố chấp cái của mình là đúng. Nếu chúng ta làm được những điều đó trên cơ sở giữ gìn năm giới của Đức Phật, thì ngay từ bước đầu chúng ta đã buông lần những dục vọng. Lời Phật dạy rất là đơn giản, chứ không phải có gì quá sức cao xa. Trong Kinh Tương Ưng Bộ 2, Đức Phật dạy tại Sravasti, vườn ông Cấp Cô Độc: này các tỳ kheo, này các hàng Phật tử, ai mà vướng mắc quá nhiều vào lợi đắc, vào sự cung kính, vào danh vọng, vào tiền tài, người đó sẽ chuốc lấy mọi sự khổ lụy. Đó là đầu mối của mọi sự khổ lụy. Người nào sống trên thế gian mà không ham về lợi đắc, không muốn sự cung kính, không thích danh vọng, cái gì đến nó sẽ đến. Con người đó sẽ có an lành trong cuộc sống. Và Đức Phật còn ví, cái người mà đam mê nè, lợi đắc, ham lợi á, rồi lợi mình hại người. Cái người mà ham người ta cung kính mà không tu nhân tích đức. Cái người mà ham danh vọng mà không có tài. Những con người đó, Đức Phật ví như một con dê. Con dê cái có lông dài, đi vào một khóm cây gai góc, chỗ nào nó cũng bị vướng và bị mắc. Vì con dê thì lông nó nhiều lắm, dê cái lông dài, nó đi vào bụi gai, lông nó vướng mắc, nó mắc chỗ này, nó mắc chỗ kia, và cuối cùng rơi vào tai họa. Như vậy, những con người không tu nhân tích đức mà đòi lợi dưỡng, không tu nhân tích đức mà đòi sự kính trọng, không tu nhân tích đức mà đòi danh lợi quyền quý, những con người đó Đức Phật ví như con dê có râu dài, đi vào trong bụi gai, va vào chỗ nào cũng vướng và cũng mắc, cuối cùng bị vướng lấy tai họa, không thể nào chui ra khỏi cái bụi gai. Nghe Đức Phật dạy như vậy, chúng ta hãy cố gắng tu tập, sống trong chánh pháp, sống tin nhân quả, gieo nhân lành, hưởng quả lành. Đừng có bằng cái sự tham lam, sân hận, vô minh, dối trá để gặt lấy những lợi ích, lợi dưỡng cho chính mình. Hãy nhớ hình ảnh con dê lông dài bị cuốn trong các cái bụi gai, không biết lúc nào mà ra khỏi được. Đời sống người dân của chúng ta hầu hết là lương thiện. Nếu được trang bị bằng lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ sống rất là an vui và thanh tịnh. Giờ phút này chúng ta đang ngồi nghe pháp, cũng có rất là nhiều con người đâu có nghe pháp. Họ đang chạy theo cuộc sống, họ đang bon chen, họ đang giành giật. Và những con người càng chạy bao nhiêu, càng đánh mất bản tâm của mình bấy nhiêu. Cho nên hôm nay ai ngồi ở đây chỉ nửa giờ đồng hồ thôi, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay tán thán cùng đức. Một người cha đánh mất chiếc đồng hồ. Ông đi tìm khắp nơi, lẩm bẩm tự trách mình, bắt người vợ đi kiếm, không bao giờ tìm ra. Vất vả một ngày không tìm thấy. Cuối cùng cha đi rồi, người con trai lặng lẽ vào trong phòng. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, cậu bé đã tìm ra chiếc đồng hồ đó. Người cha trở về nói: sao con tìm được chiếc đồng hồ? Cha tìm một ngày mà không có. Đứa con trả lời: thưa cha, con chỉ cần ngồi yên lặng một lúc, con có thể nghe được tiếng tích tắc
của đồng hồ cha. Con lần theo âm thanh đó, con biết nó đang ở đâu. Cho nên con người mà có thể ngồi một lúc để có thể nghe, để có thể hiểu được cái bản chất của cái cuộc sống này, cái chân lý cuộc sống này nó nằm ở đâu, chính là chúng ta phải thanh tịnh, yên lặng, lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Như vậy, điều cần nhận ra, cuộc sống này đang bôn ba, đang vất vả, đang cháy. Và do vậy, nước mắt rất nhiều, niềm đau rất nhiều. Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phù Bài, cũng là Viện Chủ Chùa Pháp Vân, Viện Chủ Chùa Vạn Phước trong thành phố Hồ Chí Minh, đã cho gọi Sư Hương Nhũ ra đây. Con ơi, chùa to, Phật lớn, nhưng con người phải hướng về chánh pháp. Có như vậy mới mãn nguyện cái tấm lòng, cái tâm nguyện, cái tâm từ của Thầy. Nếu các vị đến chùa to Phật lớn chỉ để thắp nhang, cầu và xin là chúng ta đã hiểu sai giá trị của Đạo Phật. Đạo Phật là một đạo Phật thực hành, đạo Phật là một con đường đi đến chân giá trị hạnh phúc. Nếu giờ này còn thắp nhang để cầu xin, ai cũng nhiều sẽ được, xin Phật cho nhiều là đã sai rồi. Phật chứng ở cái tâm, cái chân tâm trong sạch, vắng lặng. Cái tâm đó bao dung, từ bi và trí tuệ. Có như vậy, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái kiếp sống lầm mê, mới chuyển hóa được nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Các vị có đồng ý không ạ? A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc pháp thoại, Sư xin có một số lời nhắn nhủ đến các vị. Đời sống cho đến bây giờ, ngoài các em thanh thiếu niên gia đình Phật tử, các em thiếu nhi, oanh vũ nam, oanh vũ nữ, là thấy cuộc đời vẫn còn tràn ngập những màu hồng, những hoa hồng đang nở ngát hương. Còn cuộc sống của chúng ta đã cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Bởi đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, bởi mái tóc đã pha mấy màu sương gió. Mình không có cái gì mà gọi là gì? Mơ tưởng hư ảo với cái cuộc sống vốn nhiều cái nỗi đau khổ này. Chúng ta phải biết tất cả là do nhân chúng ta vốn không khéo tu. Nếu ai nói đời đau khổ, phải truy lại cái nhân của chính mình vốn không khéo tu, nên quả của mình nhiều nước mắt, con bất hiếu, đời sống thiếu thốn, nợ nần khó khăn. Ai đời sống tốt hơn, đẹp hơn, lại càng phải tiến tu, càng phải tu nhân tích đức. Đức Phật ra đời rạng rỡ như vậy là nhắc cho chúng ta phải tu nhân tích đức, bởi chân tâm Phật tánh mới là cái niềm an lạc, hạnh phúc vững bền. Còn tất cả mọi thứ trên thế gian, càng ôm nhiều bao nhiêu, càng khổ nhiều bấy nhiêu. Các vị cứ nhìn xem ở đây, chung quanh chúng ta cũng có những người rất giàu mà rất khổ. Giống như một cái vị tướng Harifa, u sầu, lâm bệnh nặng, nằm thoi thóp và sắp chết. Các danh y đều bó tay, cuối cùng có một thần y được mời tới. Ông thần y này phán rằng, muốn cho vị tướng giàu có này hết bệnh, phải kiếm cái áo của người hạnh phúc nhất trên thế gian đó mà mặc vào cho ông ta, thì ông ta mới hết bệnh. Tất cả quân hầu thị vệ đi khắp mọi ngõ ngách, thành thị thôn trang, đi tìm cái áo của người hạnh phúc nhất trên thế gian. Bây giờ ở đây ai là người hạnh phúc nhất, giơ tay cho sư mượn cái áo. Chúng ta thấy có một em bé giơ tay, đấy chưa nào, cho một tràng pháo tay. Ngoài ra không ai dám, ngoài ra không ai dám giơ tay, bởi vì hạnh phúc buổi sáng, buổi chiều đã đâu. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sơn tan sắc hương.
cuộc sống này vô thường quá, không ai dám nói tôi là người hạnh phúc mãi mãi. Đúng là chỉ có mấy em bé mới nói con hạnh phúc nhất nè, lên chùa chiều nay thầy cho ăn nè, lát có bánh được coi văn nghệ, lát tối về má ấm lên giường ru cho ngủ, sáng được ba chở đến trường, quần áo ăn uống đầy đủ. Chỉ có chúng ta mới cảm nhận nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Giống như những người thị vệ này đi khắp thành thị thôn trang, không tìm ra một cái áo của người hạnh phúc nhất trên đời. Cho nên trở về là chắc chắn là bị phạt. Bỗng nhiên trên đường nghe tiếng hát véo vọt. Ôi tiếng hát của ai mà hạnh phúc quá vậy? Người này phải hạnh phúc lắm mới hát hay như vậy đây. Và nhìn ra tiếng hát đó biết là của ai không các vị? Của một chàng mục đồng chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sương lắm chứ. Ngồi minh châu tay cầm cơ lâu, mà miệng hát nghêu ngào. Vui thú không quên học đầu, ngồi đồi non gió mát. Cất tiếng reo, tiếng lúa đang reo, em đánh vần thật mau. À, hóa ra tiếng hát kia là của anh chàng chăn trâu. Một con người lam lũ như thế nhưng không có mắc nợ cuộc đời. Chẳng nợ tình, anh ta không có hai ba vợ nha. Anh ta không nợ tình, anh ta chẳng nợ tiền, bởi vì có cái gì ăn cái đấy, chứ không có đi vay để rồi hưởng thụ, để rồi mắc nợ. Anh ta không mắc nợ lời hứa, nợ cho qua, hứa cho qua, rồi không có trả nợ lời hứa. Cho nên anh ta không mắc nợ ai, chỉ chăn trâu và cất tiếng hát. Những người thị vệ nói, ôi có phải anh là người hạnh phúc nhất không? Đúng, ta là người hạnh phúc nhất. Vì sao anh là người hạnh phúc nhất? Cuộc đời có cái gì mà không hạnh phúc? Tôi không mắc nợ, tôi không làm tội, tôi không phải là người bị truy nã, đuổi bắt, tôi không bị khỏi phải là người bị phê bình vì ham danh, ham lợi, ham sắc, ham tài. Tôi chỉ là một người lao động trong sạch, chăn trâu, cắt cỏ. À, nếu anh hạnh phúc như vậy thì làm ơn tặng cho chúng tôi một chiếc áo. Thầy tôi cần một cái áo, sếp tôi cần một cái áo đấy sẽ làm cho tể tướng chúng tôi hết bệnh. Người mục đồng trả lời như thế nào các vị biết không? Tiếc thay tôi không có cái áo nào hết, tôi chỉ có một cái khố rách, mà sức khỏe của tôi thì chịu được cái nắng mùa hè, cái rét mùa đông. Bởi niềm hạnh phúc tôi chẳng có bệnh gì hết, nhưng mà tôi không có cái áo nào cả, chỉ có cái khố rách mà thôi. Như vậy thì sao rồi? Bọn thị vệ thất vọng quá, quay về nói với tể tướng Harifa. Thưa ngài, người hạnh phúc nhất trần đời lại chẳng có cái áo nào cả. Trời ơi, kẻ hạnh phúc nhất trần đời chỉ có một cái khố rách mà thôi. Ông tể tướng Harifa nghe như vậy, đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi trầm ngâm ngồi một mình yên lặng. Cho nên sư thấy nãy giờ nghe pháp, ai mà ngồi yên lặng, sư đó người đó phước báo lớn. Trên cõi trời ai mà ngồi không yên nha, nhúc nhích, đi ra đi vô là những người sắp hết phước. Cho nên ngồi yên, đó là một biểu hiện của người tràn ngập phước báo. Ông tể tướng quay vô phòng, ngồi yên, lắng nghe tiếng nói của tâm mình. Tại sao người hạnh phúc nhất trên trần gian không có cái áo, chỉ có tiếng hát, chỉ có công việc và chỉ có trách nhiệm với cuộc đời? Suy nghĩ xong, ông ta đã quyết định một điều là đem tất cả tài sản mình đang có để ban bố cho những người nghèo hơn, bất hạnh, tật nguyền. Cái gì quý giá nhất ông đem tặng, cái gì quý nhất ông đem cho. Và không bao lâu ông hết bệnh, ông trường thọ. Đó là câu chuyện của sư dành cho các vị. Như vậy, rất đơn giản thôi, buông bỏ bớt đi và đừng nghĩ tích lũy chứa chất, có nhiều là hạnh phúc. Harifa đã phải cho tất cả. Và khi cho thì sao? Cảm ơn ông,
cảm ơn Ngài, tri ơn Ngài, tạ ơn ông. Đời này ai cũng mang ơn, mà ai cũng mang ơn mình có hạnh phúc. Ai cũng nguyền rủa mình, trách móc mình, hờn giận mình phiền não, khổ đau. Cho nên, kết thúc bài pháp hôm nay, sư xin nhắn gửi một điều đến các hàng Phật tử. Hãy cho rất nhiều, hãy thi ân, đừng đợi báo đáp. Cuộc đời chúng ta sẽ có hạnh phúc. Chân giá trị khi Đức Phật ra đời là đem an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân ôn Phước Trí, một vị cao tăng với tấm chân từ vô lượng, đã xây dựng một ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm sáng đẹp cho tất cả các hàng Phật tử gần xa. Và tâm nguyện của Ngài là đem chánh pháp đến muôn nơi, đặc biệt là quê hương Phù Bài, một cái quê hương ấp ủ đầy tình người, mang đầy chất sống của tiếng nói ông cha. Không gì hạnh phúc hơn là tất cả những người dân trên quê hương thân yêu của chúng ta được thấm nhuần giáo pháp, được thâm nhập giáo pháp lời dạy của Đức Như Lai. Đó là cuộc sống này hãy ban rải tình yêu thương trong tuệ giác của Đức Thế Tôn. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ độ trì chư tôn thiền đức tăng ni, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, cầu nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các vị trưởng các bộ tộc, dòng tộc, các hàng Phật tử gần xa, các em gia đình Phật tử yêu quý, vô lượng an lành, vô lượng cát tường trong mùa Phật đản Phật lịch 2562. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho hội chúng hôm nay, chúng tôi chân thành tri ân lời pháp thoại của ni sư. Lời pháp thoại tuy bị gò bỏ trong thời gian, nhưng mà ni sư với biện tài vô ngại cho nên đã cho hội chúng ở đây bài pháp thoại rất là thực tế, rất là hữu ích. Và chính cái biện tài vô ngại đó cho nên chúng tôi mới biết được là ni sư không những dạng trong nước Việt Nam mình mà còn ra dạng nước ngoài, đặc biệt là dạng ở các nhà thờ, các linh mục và các sơ ở nhà thờ thường hay mời ni sư vào giảng. Và ni sư đã đem kinh thánh phối hợp với lời Phật dạy rất rất là hay, rất là tâm đắc. Và quý vị muốn nghe những lời giảng của ni sư, quý vị bấm trên mạng sư cô Hương Nhu là quý vị sẽ nghe tất cả những bài pháp ở trong nước, ở nước ngoài cũng như ở tại các nhà thờ. Thay mặt cho tất cả hội chúng chân thành cảm tạ và cầu nguyện ni sư pháp thể kinh an và chúng sanh dị độ.